Chào các bác yêu lan trên toàn quốc nhá. Hôm nay nhà em lại có một số những cái giỏ lan rất là đẹp gửi tới các bác yêu lan. Đầu tiên đây các bác là một giỏ kiều vàng, hàng đã thuần lâu nhá. Giỏ kiều vàng mã số 1, 280.000 đồng một giỏ kiều vàng thuần như này, nhiều thân như này quá nhá. Mã số 1 là 180.000 đồng kiều vàng. Số 2 kiều vàng này, giỏ này thì rất là đẹp luôn. Mã số 2 kiều vàng, giỏ này 300.000 đồng các bạn. Mã số 2 300 kiều vàng như này các nhá, mặt sau nó đây. Số 3 là một giỏ kiều vuông, một giỏ kiều vuông lục bát nhé các nhá, hàng rừng nhá, thuần như này các nhá, rất nhiều thân luôn, hàng chuẩn xịn rừng nhá. Mã số 3 kiều vuông này là 550.000 cho mã số 3. Số 4 là một giò đùi gà tròn Lai Châu nhé các nhá, đùi gà tròn Lai Châu chi chi thân như này. Đó. Bộ rễ thì ok lắm rồi nhá. Mã số 4 đùi gà tròn Lai Châu, giỏ này là 400.000 đồng các bác nhá, rất là nhiều thân luôn cho mã số 4. Mã số 5 này, giỏ này thì quá nhiều thân các bạn, như này các bác nhá. Mã số 5 đùi gà tròn Lai Châu, giỏ này là 450.000 đồng cho mã số 5. Số 6 là phi điệp vàng các bác nhá. Một giỏ phi điệp vàng như này các bác nhá. Mã số 6 150.000 đồng phi điệp vàng. Cho mã số 6. Số 7 hai đứa công nhá. Đang lụ các nhá, đang lụ đây. Đang thấy có mấy cái nào lụ trên giớn này. Mã số 7 hai đứa công 180.000 đồng. Hai đứa công cho mã số 7 nhá. Số 8 này, mặt hoa đây quá nhá, đang hoa và đang nụ nhá, đang nụ đây. Cái dòng hài thì hoa nó rất là bền luôn, hoa nó bền tầm khoảng 2 tháng rưỡi đấy các bạn. Mã số 8 hai đứa công là 180.000 đồng. Tiếp theo một trụ tam bảo sắc to khổng lồ nhá, cho mã số 9 đây nha, mặt sau đây có nhá. Mã số 9 dáng hơn tam bảo sắc, vỏ này bác làm lấy để cho các bác 450.000 đồng cho mã số 9. Số 10 nhá, một trụ rất là đẹp như này nhá. Mã số 10 cũng 450.000 đồng. Mã số 10 450 này. Tiếp theo mà các bác đến một giò thiên cung nhá. Giò này có khoảng 30 thân nhá, gần như 4 mặt thôi nhá, gọi là 3 mặt như này. 550.000 đồng cho mã số 11 nhá. Mã số 11 550.000 đồng. Mười hai là một giỏ chồn Lai Châu nhá, đôi 4, 6, 8 cây chồn Lai Châu như này, 280.000 đồng cho mã số 12 nhá, tổ Lai Châu mã số 12, 280. Tiếp theo mời bác đến một giò đùi gà, đây là một giò đùi gà siêu lụ các nhá,
cái dòng này nó rất là xe lụ, xe hoa nhá. Thân của nó dẹt dẹt nhưng mà hoa thì là đùi gà tròn. Hoa đùi gà tròn nhé các nhá. 200.000 đồng cho mã số 14. Mã số 14 nhá. 15 là một giò kiều tua. Giò này thì ghép thêm một giò. Giò kiều tua này các nhá, 180.000 đồng cho mã số 15. Mã số 15 là 180. Mười sáu rồi, quế trắng tháng 8 này, đôi 4, 6, 7 thân, 7 thân quế trắng tháng 8 như này quá nhá. Mã số 16 là 180.000 đồng cho quế trắng tháng 8. Mã số 17 này, kèm Mai Châu nhá, 3 thân này nhá các nhá, 3 thân. 3 thân có 1 thân non nữa là 4 nhá. Cái này thân cao này của nó khoảng 60cm, thân ngắn này là 20-40. Có 1 thân đấy nhá, 1 thân này nó bị gãy mất ngọn, kèm nằm gãy mất ngọn. Cái này châu này là 450.000 đồng các nhá, 450. Mã số 17. Tiếp theo nhà em có một đặc sản của núi rừng Tây Bắc, đó là mật ong rừng các nhá, mật ong chuẩn xịn rừng. Một dòng mật nó rất là quý luôn. Mật ong khoái các nhá. Cái con khoái của nó rất là hung dữ, do vậy mà không khác là phần của nó. Do vậy các bác mua mật ong khoái nó là chuẩn nhá. Mật ong quái này này em để cho bác với giá là 300.000 đồng một lít nha các nhá. Mật ong xịn rừng luôn nha, 300.000 đồng một lít mật ong rừng. Vâng, và video này đến đây hết. Cảm ơn các theo dõi video. Vâng, em xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nhá. Hôm nay em có rất nhiều các mặt hàng hoa lan đẹp để gửi tới các bác yêu lan. Đầu tiên đây các bác là một giò kiều vàng nhá các bác nhá. Một dòng lan thì hoa rất là đẹp luôn. Đấy các bác nhá. Kiểu vàng cho hoa tháng 4. Độ thuần thì nó rất là ok đấy các bác nhá. Giò này mã số 3 nhá các bác nhá. Số 3 bán cho các bác với giá là 300.000 đồng. Giá là rất là rẻ luôn. Mã số 3 nhá, 300.000 đồng. Tiếp theo nhá các bác nhá. Mã số 4 vẫn là kiều vàng nhá các bác nhá. Một giò nó quá là đẹp như này, ghép gỗ này. Đấy, như này nhá, bộ rễ nó quá thuần luôn rồi. Mã số 4 300.000 đồng kiều vàng nhá các bác nhá. Em lên một trụ kiều vuông nhá các bác nhá, kiều vuông rừng nhá. Đây như thế này, ghép lũa này, hàng rừng nhá các bác nhá. Đây, quá chất như này nha các bác nhá. Hàng rừng xịn nhá các bác nhá. Giò này bán cho các bác với giá là 500.000 đồng cho mã số 2 nhá, kiều vuông nhá. Mã số 2 kiều vuông 500.000 đồng. Đeo. Khủng chưa? Như này các bác nhá, có đôi 4 6 đôi 4 6 8 cây à? 10 cây. À. Rồi 10 cây nhá các bác nhá. Ghép lũa này. Như này nhá. 1 triệu 500.000 đồng cho mã số 16 chồn Lai Châu các bác nhá. Dáng hư đôi chồn Lai Châu. 1 triệu 500.000 đồng ạ. À, tiếp theo đây các bác một giò phi điệp, một giò hạc vĩ Lai Châu nhá, hàng nguyên già nhá, hàng nguyên bản này. Thực sự các bác này, các bác và nhìn cái giò này nhìn mê luôn, quá chất như này nhá, hàng nguyên một dề lại còn nguyên bản, cái thân nguyên bản của nó. Tiếp theo mời các bác đến một siêu phẩm nhá, dáng hương tam bảo sắc các bác nhá. Đấy, một trụ tam bảo sắc này, mặt sau của nó đây các bác, mặt sau đây nhá,
Trụ này cao khoảng 1m3, 1m4 nhá các bác nhá. Một trụ tam bảo sắc như này em phải đứng xa khoảng như này là khoảng cách của nó khoảng 2,5m các bác nhá. Khoảng 2m thôi. Khoảng cách 2m nó như này nhá. Đấy. Trụ tam bảo sắc siêu đẹp này. Theo nhá. Như này các bác nhá. Trụ này khoảng 1m1 nhá. Mét khoảng mét 15 phân. Trụ này cũng 1.200.000 đồng. Phí xếp 3 dáng hướng tam bảo sắc này. Một trụ như này nhá các bác nhá, mã số 13. Trụ này 450.000 đồng. Trụ siêu to khổng lồ này, mặt sau ra đây. Đường kính 20 cao 40 và rất là to như này nhá. 450.000 đồng. Em lên một siêu phẩm nhá. Xa quá. Phải quay này thì các bác mình thấy cũng hơi xa nhỉ. Đấy, một trụ tam bảo sắc đùi gà. Như này các bác nhá. Trụ này cao khoảng 90 cm nhá các bác nhá. Bốn chung quanh. Đường kính khoảng 18 cm nhá. Đây nha, một trụ tam trụ đùi gà tròn Lai Châu như này. Siêu phẩm. Trụ này các bác nào yêu thì là 3 triệu nhá. 3 triệu đồng. Cho mã số 15 đi. 15 nhá các bác nhá. Siêu phẩm giá hơn vui tròn nhá. Quá VIP như này các bác nhá. Đấy, một giò tròn. Cực VIP này luôn. Hai cây đẹp nhá, một cây bé nhá, ghép lũa như này nhá. Đây các bác nhá. Đây cây bé đằng sau này. Mặt sau ở đây các bác nhá. Giò này mã số 1, 2.500.000 đồng các bác nhá. Chồn Lai Châu. Một cây chồn trông như là một cây ấy, như một cây Lai Châu các bác nhá. Đấy, thấy chưa? Quá chất luôn. 3 cây.